Mua ạc nạp game giá rẻ nhất tại shoptng.vn, shop dịch vụ của Tràm Game. Xin chào tất cả anh em. Bực quá anh em ạ. Vừa vào game chưa gì đã bị bạn Qrock kêu là Carpini mắc yếu, pick làm gì cần phế vật đó. Trời ơi, tức quá anh em ạ. Vậy nên quyết định là phải cố gắng đánh 100% công lực. À thôi, 50% công lực là được rồi, để mà có thể phát huy tối đa sức mạnh của tướng Carpini này, để mà chứng minh cho bạn Qrock biết rằng Carpini mặc dù bị giảm sức mạnh rất nhiều, nhưng chỉ cần đánh tốt chắc chắn có thể gánh đội được nhá. Đúng vậy anh em ơi, Carpini thực sự là bị giảm sức mạnh rất nhiều rồi, giảm từ cái nội tại, sau đó cả giảm cả khả năng hút máu. Đáng sợ nhất chính là ví dụ Vio là hút máu khi mà chúng ta sử dụng trang bị đấy ạ, có thể hút máu rất nhiều, nhưng mà Carpini chúng ta chỉ hút máu được 2/3 các vị tướng xạ thủ khác. Khốn nạn chưa. Đó là cái điều đáng buồn anh em ơi. Anh em thấy pha KS của tôi như nào? Anh em thấy ăn cái pha chim như nào? Đó, team bạn làm hết anh em ạ. Và mình đơn giản là chỉ cần một phát đại bác thôi. Khi các bạn đối đầu với các vị tướng có giáp trâu như là vị tướng Arum này, thì đại liên là sự chọn sáng suốt nha anh em. Ok, mình sẽ câu giờ nào. Chrissy ra tín hiệu rồi, câu giờ nào. Các bạn ơi, các bạn bị đánh lừa rồi kìa. Cái pha vừa rồi là chúng ta có tập huấn nha anh em. Và phù hiệu ở góc trang hình dành cho anh em, Bảng Ngọc có đầu clip nhá. Các bạn ơi, Carpini nè. Bắn lên, bắn luôn. Trời ơi, buồn quá anh em ạ. Đồng đội lại không nhìn ra ai con kia ở đó. Bị bao vây bốn phía luôn anh em ạ. Không sao nha anh em ơi, mặc dù là bị hạ gục nhưng mà chúng ta có hai cái mạng trợ thủ giúp bạn có thể tăng tiến sức mạnh rất nhanh. Bây giờ là chúng ta chạy ra đường thật là nhanh nào. Team mình được cái lợi thế đó chính là có các vị tướng đánh đầu game rất ổn, và có hai vị tướng chắc chắn các bạn một điều chính là đánh lên lết thì càng kinh khủng hơn, đó chính là hai vị tướng lết game Qrock và mình đấy. Hay quá. Vai ơi, thấp máu không chịu về anh em ạ. Thế là bị Best Showman ủn chết ở trụ luôn. Ok, chúng ta hãy cố gắng farm nào. Thực ra cách farm nhanh với Carpini là gì? Đó chính là một lần đại bác, sau đó các bạn lại chuyển sang đại liên, và tiếp tục lại chuyển sang đại bác, và lại bắn đại liên. Đó, tức là chúng ta sẽ hoán đổi. Chẳng qua là S hôm nay hơi lười anh em ạ, tại hôm nay bị đau tay. Dạo này S chơi hơi nhiều một chút nên cái tay ấy, bây giờ S sự thấm, tức là người ta bảo là bị chấn thương tay. Lúc đọc báo đấy ạ, lúc đọc báo các game thủ ghi là bị chấn thương tay, mình bảo đéo nào đánh game lại còn bị chấn thương tay nữa. Bây giờ mình mới hiểu chấn thương tay ở đây là gì. Tức là tay của các bạn sẽ bị tê nhức mỏi các kiểu. Các bạn nào từng bị hay chưa? Ok, chuẩn bị ganh này. Đó, quả Slim này, Tulen. Ôi trời ơi, 4 bạn đó anh em ạ. Bốn thằng đó, bốn thằng đận luôn ạ. Bây giờ chúng ta hãy chờ đợi nào. Chúng ta chiêu cuối nào. Và đây rồi, chiêu cuối sẽ giảm sát đối thủ nha anh em. Tấn công. Bùm chiu. Một mạng đầu tiên, hai mạng rồi. Tiếp theo là Slim. Wow, lại tử thần kìa. Bio Geta. Quá đáng sợ đâu này anh em. Pha vừa rồi là một pha tử thần liên tiếp từ Slim, mình và Vio. 2-1-4 rồi nha anh em. 4 phút thôi. Như vậy là chúng ta ăn mạng cũng khá khá đó chứ. Vậy là chúng ta đã có lượng vàng đầy đủ khi mà chúng ta lên được cái thánh kiến đầu tiên. Như vậy là trong tiếp theo các bạn có hai sự lựa chọn. Một là cung tám ma, hay đó chính là song đao nhá. Hoặc một số bài bạn khác đấy ạ. Một số bài bạn đấy ạ, thì họ thích lên cả kiếm điện hoặc là kiếm phân nia cơ. Nhưng bản thân S đang cầm cái bảng ngọc đó chính là 16% tỷ lệ chiến mạng. Vậy nên S muốn chơi kiểu gọi là khô máu lập tức. Chơi khô máu luôn anh em ạ. Khi mà lính ở đường của bạn đang đợi lên đấy ạ, thì các bạn có thể di chuyển sang cái đoạn bùa xanh để check giúp bùa xanh của team mình, hoặc là chuyển sang cái đường mid và đi ganh đồng đội nha anh em ơi. Đồng đội đang lên rồi. Trời ơi, ông Adum ơi, các bạn lại bị gặp cái gọi là trap mà mình đã thiết lập từ rất là lâu rồi.
Uốn về nào. Tuyệt vời anh em ạ. Bụp chiu. Ây, không chí mạng kìa. Cố lên, cố lên. Hay quá. Tuyệt vời. Hơi cao rồi anh em, hơi cao rồi. Nhưng mà không sao nha anh em ơi, mình có thành thuẫn cơ mà, sợ gì đúng không? Trời ơi, ngon ăn vậy. Tôi em cũng chịu về anh em ạ. Nếu mà bạn nào gặp cái tình huống đó chính là không thể thủ được cái trụ đấy ạ, thì các bạn đừng có cố nhá. Hãy để dành thời gian đó để mà đi farm sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Không thì đối thủ vừa được trụ lại vừa được mạng của bạn thì thực sự khiến cho team bạn rất là xanh nhá. Ok, mình quyết định là lên song down nha anh em. Như mọi khi thì nhiều người sẽ lựa chọn là chơi cung, nhưng mà thích kiểu song down hơn anh em ơi. Tại vì em biết được rằng cái team của đội bạn ấy đang có cái sự tăng tiến sức mạnh chậm hơn. Vậy nên là mình sẽ thay vì lên song down, mình sẽ lên cái trang bị khác. Thực ra khi anh em lên song down đấy ạ, thì chúng ta có cái hiệu ứng đó chính là gây sát thương chí mạng. Thì sao? Thì sẽ được hiệu ứng khống chế đó anh em. Giảm hiệu ứng khống chế. Đúng ngay phát anh em ơi. Nên các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn, một là lên giày kiên cường, hai là lên giày hộ vệ, ba là giày tốc đánh nhá. Chứ không nhất định là lên giày kiên cường, theo bạn quyết định là lên song down. Đó là một cái tip nhỏ để đến cho anh em. Ô mình xin, trời ơi mình cần hết luôn anh em ạ. Anh em nhìn đây. Đó. Không việc gì phải sử dụng đại bác cả. Sử dụng đại bác thì quá chậm. Q-Rod rất là nhanh anh em ơi. Cái ông nội Q-Rod này đầu game cứ chê là mình rất là bực anh em ạ. Chưa gì vào game người ta vừa pick xong đã phang câu. Cao đi yêu không? Pick làm cái gì? Cái đồ phế vật kia. Ghét thế là cùng anh em. Trông mà ghét. Mẹ mình phải trẻ trâu không là phải làm cái trận cà khịa khẩu chiến ấy. Cà khịa khẩu chiến với Q-Rod rồi. Nhưng mà mình là một người thích sử dụng hành động để mà chứng minh. Thế là sao? Ông nhìn đi. Trời ơi. Cứ đánh từ từ thôi. Nó tự khắc không phế anh em ạ. Đương nhiên là mình hiểu. Các bạn đang bị một cái bóng ma tâm lý khi phải đối đầu với Vai-O đúng không nào? Không vì gì phải sợ Vai-O cả anh em ạ. Tôi nói thật với anh em ấy. Vai-O với lại Hayate, bản thân F sợ thằng Hayate hơn. Thật luôn. Sợ thằng Hayate hơn. Ok, về nhà nào. Thấp máu là chúng ta về nha anh em ơi. Đừng quá cố gì cả. Trừ khi bạn là một tướng khả năng hồi phục tốt. Anh em thấy không ạ? Cái lượng tỷ lệ chí mạng của mình đang rất là cao rồi. Gần như là 90% tất cả đều thực hiện chí mạng nhá. Caffeine nếu em không nhầm thì hồi trước là được bán bằng vàng phải không ta anh em? Hay là được vào sử dụng mệnh ta? Nói chung là đây là một vị tướng sau khi bị giảm sức mạnh nhiều thì hiện tại có rất ít người chơi. Ad đảm bảo luôn với anh em là như vậy, rất ít người chơi. Nhưng mà Ad tin chắc rằng chỉ cần các bạn phát huy đúng team, đúng thời điểm và cố gắng farm cấu rỉa và sau đó là mới dứt điểm thì chắc chắn các bạn có thể phát huy tối đa sức mạnh bị tướng nhanh em ơi. Còn việc nếu mà bị đồng đội mà bị chê là yếu hay là bị phế thì đừng đôi co là tranh can gì cả. Chúng ta hãy sử dụng hành động thực tế nhất để mà chứng minh. Đó mới là điều mà tất cả anh em theo rank nên làm. Tức là thôi vì đấu khẩu cà khịa ấy ạ, thì chúng ta hãy cố gắng chơi thật tốt để mà chứng minh cho họ nha anh em ơi. Có chơi ta. Ok, về ăn tà thần nào. Chắc hẳn bây giờ bạn Q-Rod đang trầm trồ rằng ui, man, con Caffeine của thằng này nó đánh cũng được phết chứ. Không giống con Caffeine gặp ở trận trước. Caffeine gặp ở trận trước đúng là thế và thật. Nhưng mà bây giờ phải sử dụng cái nhìn khác, khách quan hơn để mà nhìn về tướng Caffeine nhá. Tại vì các bạn nên biết được rằng làm vị tướng xạ thủ cho dù yếu đến đâu thì gần farm tốt, có vàng, có trang bị thì đều có thể gánh đội nha anh em ơi. Đặc biệt là cuối game thì càng kinh khủng hơn. Đương nhiên là ngoại trừ một vài vị tướng xạ thủ về cuối game thì bị yếu dần đi, ví dụ như Joker chẳng hạn. Thực ra Joker yếu dần đi ở đây là yếu dần đi ở trong tranh chứ không phải thằng xin tăng một tí không chế mà, chứ không phải là yếu đi ở sát thương, mà là kiểu như là Joker là kiểu vị tướng sốc đó anh em, sốc và lăn của tuyết. Ok, yểm hộ cho bồ nào. Đối thủ đang bị giảm sát rồi, tấn công nào. Wow, mình có thanh thuẫn nha anh em ơi, mình không sợ. Và sau đó là cung tà ma. Cung tà ma lên ngôi nào. Trời ơi, cái ông Superman sao lại ủn
sao lại ủn vai ô vào chuỗi này. Chẳng khác gì là lùa về nhà anh em ạ. Chẳng khác gì là lùa giúp vai ô về nhà. Ôi thôi mấy ông ơi, anh em hạn chế thôi nhá. Mấy ông này hăng máu quá. Trụ thì chưa có lính để mà áp, chưa gì thích băng trụ rồi. Và kết quả như thế đấy, chết mất hai mạng ngoan ạ. Ok, cảm ơn anh em xem clip này. Và đừng quên, đừng khẩu nghiệp quá sớm nha anh em ơi. Tại vì hành động mới là trên tất cả, lời nói chỉ là lý luận suông mà thôi. Cảm ơn anh em đã xem clip này. Đừng quên like, share clip và hãy vận dụng Cavani phù hợp với từng trận đấu, từng vị tướng nhá. Em có thể trang bị bảo ngọc và phù hiệu cho anh em ở góc trái màn hình nhá. Trước khi vào clip, anh em cho em xin vài giây nhé. Em có tạo một kênh vlog và ẩm thực, anh em qua đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Kênh 1 triệu năm thì làm riêng với Liên Quân, còn vlog đời sống và ẩm thực em thực hiện trên kênh TNG TV. Ủng hộ em nhé anh em ơi. Em có để link cho anh em ở phần mô tả để có thể tham gia. Để ủng hộ em, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.